Đây là Cubenco 0150 nha. Đây là số điện thoại của anh chủ máy nè, anh em nào có cần giác mương san lấp mặt bằng là liên hệ ảnh nha. Đây, gắn bình lên đừng lên máy ha. Đóng miệng đi cha. Chị mày hút hàng nha bạn. Má cái ghế uống mẹ. Cube 0150 này chuyên dùng để gào nhỏ này, mình để giác mương ruộng điện chở vô chỗ trũng á. Còn ai muốn lột lớp thì anh sẽ gắn gào lớn lên. Đây, cái gào lớn anh ăn. Gào này cỡ gào 0,25 nha anh em. Gào lớn lắm. Bề ngang khoảng ngang 5 cho tắc. Chiếc Cube mini này của anh làm quay to gì á nhanh lắm, anh sửa độ quay to gì quay dù dù đi chăng là chiếc 03. Anh thấy cái cầu lên đó, anh sẽ móc cây cầu lên. Vậy nó trôi bà ra liền rớt ra sao ta? Cạp lại, cạp lại. Rớt, trời, cạp lên. Ồ, giạt bà ra đó là phải giạt thôi. Tại vì còn có một cây cầu là mới giạt thôi. Kém nữa trôi luôn rồi. Bữa trôi hết lần này. Phải không? Thôi tới lần kia luôn. Chờ kẹt giả tay cho giò nha, lấy giò ra. Coi chừng trúng. Kẹt 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 trên. Rồi, rồi ra thôi. Ơ, rồi. 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 Lội ra. Rồi một xử lý rất là cồng kềnh nên anh ấy sẽ lội xuống là lụm phà vô. Đây ảnh mới lội ra và đã vớt cái lính ảnh lội ra vớt phà để anh làm sao anh lấy cái cầu này lên nha mọi người. Nặng quá nó kìm không nổi. Chết. Lái bằng cái bánh lái. Lái. Không lái được ha. Em trai này nó còn nhỏ tuổi nên nó xử lý cái máy đó cũng rất là khó khăn nha mọi người. Tại vì cái máy đó nặng ký hơn nó nhiều. Máy này là máy Isuzu 93 Trung Quốc hay gì á. Đây nó chạy quanh trở lại. Dạ anh tài xế này sẽ lấy cây cọc đó lên. Chắc cũng khó lấy lắm rồi. Rồi kẹt cái máy luôn hay gì rồi. Kẹt cái máy vào đó luôn hay gì. Máy nặng hơn nó mà. Nhổng máy lên. Đó, chổi lại. Đó. Đi xe bên tài xế này móc lên tay đưa mình trợ giúp mình lấy dây ra. Vậy cột lại chứ không ai gì tôi ra luôn á.
Kia nó vang hả tắt máy. Vui vui kìa, dẫn với cậu. Lên. À. Rồi đem bà vô ủ luôn. Đây anh tài xế này cũng hút lâu lắm lắm, nhưng mà cái nãy chắc tôi lại phà giạt nha mọi người. Phà giạt thì phải chịu thôi. Đây cái gào nhỏ với cái gào bự nè. Gào nhỏ để vô trong và múc cái gào bự đem vô nhà dẹp luôn. Anh em nào cần lột lớp gò trũng thì anh sẽ thay gào bự. Còn gào nhỏ là để dát mương ruộng chở đi. Số điện thoại là 0944 928 396. Anh em nào ở gần thì có nhu cầu thì liên hệ anh. Anh là ở tỉnh Long An nha mọi người. Một pha quay đầu xe rất là đỉnh. Rồi xong video cơ giới miền cơ giới nhà nông của mình đến đây là kết thúc. Rất mong được tài sự đón nhận của anh em. Chào tạm biệt anh em. Rồi.